Ví dụ giờ vẫn là content của mình muốn thay người khác là vẫn đăng người khác rồi này. Mình gánh bao nhiêu cây nào gánh rồi. Trời. Xin chào nhóm hỗ trợ YouTube. Do đèn mà năng nó phản nhau tối bất sáng lên được mày à lại đi khởi đã soi thẳng mày. Hết xui ấy. Không ghi nhớ soi soi dầu soi sơn như thế nào. Ghi nhớ từng dòng đơn giản chứ đèn thì gì mất đây từ trong buồng tiên nó sẽ sáng à mà ông này có thể đọc mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đi nhặt đồ nha. Mình sẽ đi dọc đại hải trên. Ở đây có tài nguyên. Mà tự nhiên mình nhé. Dạ. Đức cooking video không này. Anh dịch thử em nó ra cái là gì? Cooking video. Không nghĩa nghe nghe Việt là gì? Đức hạnh. Đức hạnh. Không rồi. Hạnh phúc. Chú tôi em đang sửa kiểu đi. Pha mát hai vạch. Pha mát hai vạch. Xuống phèn này. Xuống sạc. Bộ 4 là bộ 1 vạch phép đấy. Chả nhận được hôm nào. Anh em ạ, cuối cùng tôi chạy được khẩu nào ra hồn. Tốt rồi, hai thằng hai đầu mà. Thì chịu. Chịu. Chúng ta sẽ ngồi xem xó thì kỹ năng của bạn nhảy nha. Nào quay bảo em để em touch. Ok mọi người. Bye bye. Được rồi. Ê sorry anh em ha. Mình vừa bỏ qua cái phần anh em được hồi xuân này anh em ạ. Tại mình cũng không nghĩ mình được hồi xuân nên mình lỡ tắt video em ơi. Ok mình sẽ nối tiếp video đấy bằng khoản này nha. Ok mọi người. Bắt đầu thôi. Ta 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 ta. Vừa mình vừa không tin tưởng đồng đội lắm nên là không biết hay là mình chơi
thử thách cầm số lục này lấy top 1 này. Nào, số lục một đủ bảy nữa nó còn một cái nỗi về. Cho người phiêu cho một áp mới là lần làm gì đó. Đó. Có cái tiền gì không? Cái nào đấy? Sật kè. Tối kéo tập tay rồi. Cảm ơn nhỉ. Ok. Thôi thì đành chấp nhận vậy. Ngồi xem thôi chứ mình cũng có làm được cái gì đâu. Kèo này khó quá rồi. Đúng không anh em? Chết rồi. Ok, và đây là không sát sinh nha mọi người. Không sát sinh được hai người rồi đấy. Tốt rồi. Ok mọi người, mình vẫn đang xem không sát sinh thể hiện kỹ năng nha. Anh ấy đang càn quét với cả cái bản đồ này. Đó mọi người, theo không sát sinh bắn nhé. Ok. Tốt rồi. Đấy. Triple kill. Sai. Crazy. Kill. Tốt rồi. Ok. Ui, ui, tôi sẽ xin bắn hay ấy nha. Ui. Nghe bắn đỉnh thực sự. Quá pro luôn. Ok. Xem không sao dính bắn chán mà. Thôi thì mình tìm trận mới hai anh em. Mình tìm trận mới mình chơi cho nó xuống cái tay ạ. Đây, 10.2K15 nha. Mình chắc bạn nhớ không chơi rồi. Thế thì mình roll luôn ha. Rất là phê. Mà sao ăn cái kia xong mình cứ cảm giác nó ngọt ngọt ở cổ anh. Anh có thấy vậy không? Thế là sao ngồi kính nhất đi. Cảm giác bây giờ nó cứ ngọt ngọt ở cổ nó chứ. Ok. Sai, quá tuyệt vời rồi. Tốt rồi. Tốt rồi. Đã tiến được trận cho mọi người, mình bắt đầu mình nhé. Trời. Ngầu cái.
quá đẹp. Lại tốt đi. Rồi. Ok mọi người, để mình xíu thôi, một xíu thôi. Trương Trắc okay. Ở đây. Lại đi. Ok mọi người. Ok. Không có gì ngoài đồ đẹp em nhé. Vàng cũng có. Ok nha mọi người, mình sẽ tìm một trận đấu mới hen. Đi, cày đi. Ok. Ok nha mọi người. Ok. AK47 top 62 Long An và chúng ta cũng cao thủ trong đội ha. Mình tin bạn ấy sẽ giành được AK47 trận đấu lần này. No!
Oh no. Không ổn rồi anh em. Tần hình là rất tần hình ha. Mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà mình vẫn không có thể nào mà. Mình sẽ xuất thế rồi. Ai yêu gì? À, em cố được mấy hả? Mình đến nhà được số 5 hả? S, Saka, Saka, S, mấy nhà tiền nữa rồi. V, S, S. Rồi, step của chúng ta đây rồi. Mình sẽ mua cho mình một khẩu súng ngắm 506 nam nha. Để mình có thể cần một bắn thôi là địch niệm. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết thôi ha. Còn thực hành thì không chui à. Kìa tăng tốc độ tạo bom keo 30%. Đấy, bèo. Và một khẩu súng ngắm chúng ta giá 600 vàng. Mẹ khỏe như này. Tiếp theo là mua ngay một cái ba lô. Hết tiền. Ui. Trời ơi. Tiếc chưa. Ờ. Mình phải kia rồi. Mình phải nó làm gì. Để đi một anh. Anh sang tắm á. Được rồi, thay nhau tắm rồi. Được, nước kịp hồi không? Bảo Hương tắm đi thôi nha. Được. Còn hai nhà tắm đấy cơ. Đúng quá. Hả? Em để khăn tắm đâu? Ê, chịu rồi. Chịu ơi. Vai gì? Nó không mang lắm. Cần gì cần tắm. Đúng không anh? Dùng quần áo lau khô. Sợ chết học đây. Nó quần áo vừa mặc xong này. Đây này. Nó không đi dùng quần áo mới. Cắt khô mà. Ui. Thôi. Ok, team mình chỉ 3 người thôi nha. Nhưng mà sức mạnh của mình nó quá lớn. Thế cho nên là Ôi nhờ. Ê mọi người ơi, cái khẩu súng ngắn của mình có thể bắn xuyên bao keo mà. Sau hôm nay mình lại lỡ mình không bắn nữa. Mình lại để địch cho nó hồi sinh nhau nhỉ. Ê rồi ơi, quả đấy mình không nhớ. Tại lâu mới chơi ấy mọi người. Mọi người có thể tô lại các video trước để xem nha. Mình nhớ là có bắn xuyên bom keo luôn mà. Thì bây giờ mình làm lại biểu diễn cho mọi người xem ha. Khi mình bắn xuyên bom keo. Dạ sao mình đánh con này. Ok. Sao đói. Áo mà đói bụng nó không chịu cái gì hết trời. Đói. Không hẳn đâu. Có chiếc từ chưa nữa. Khó rồi. Mà khó rồi. Thật là tốt nghiệp.